chào quý vị và các bạn. Hôm nay, mình đơn vị sẽ đồng hành cùng bạn về chủ đề sâu răng, ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Sức khỏe răng miệng luôn có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe tổng quát của con người. Do đó, với bất cứ triệu chứng nào được thể hiện ở răng miệng đều là cái dấu hiệu cảnh báo cho sự thay đổi bên trong cơ thể bạn. Bệnh sâu răng xuất phát từ chính quá trình vệ sinh răng miệng và thói quen ăn uống hàng ngày của chúng ta. Cụ thể hơn, sâu răng là một thuật ngữ mô tả sự suy thoái của men răng, sự hình thành của các mảng bám và cuối cùng là sự tạo thành các vết sâu trong răng. Những cái ảnh hưởng của sâu răng mãn tính nói riêng và những vấn đề về sức khỏe răng miệng nói chung đến sức khỏe tổng quát của cơ thể. Bệnh tiểu đường. Sâu răng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường cao nhất là trong những năm trở lại đây, bởi sâu răng gây hại và ăn mòn cái bề mặt răng, men răng, đồng thời gây ra những biến đổi về kích thích cái bên trong khoang miệng. Các kích thích này có tác dụng ngăn chuyển hóa đường thành năng lượng bên trong cơ thể, từ đó lượng đường tích tụ dẫn đến những biến chứng này nguy hiểm và cuối cùng là tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiểu đường mãn tính. Thứ hai là bệnh tim mạch. Các vi khuẩn gây sâu răng không chỉ hoạt động dừng lại trong khoang miệng, chúng di chuyển nhiều hơn vào máu và bám vào các nội mạc cơ tim. Điều này làm cho các van tim bị tổn thương, gây ra triệu chứng viêm nội mạc nhiễm trùng. Đồng thời, nếu vi khuẩn xâm nhập vào nướu tùy sẽ theo đường máu gây nên các chứng bệnh như viêm màng tim, tắc động mạch và đột quỵ. Thứ ba là giảm trí nhớ. Sâu răng và ảnh hưởng đến trực tiếp đến suy giảm trí nhớ. Nghe có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng thật ra lại có mối quan hệ mật thiết nhiều hơn chúng ta tưởng. Bệnh sâu răng sẽ ảnh hưởng đến một phần cái vùng não, đồng thời khiến mức độ nhạy cảm của các dây thần kinh giảm đi rõ rệt. Từ đó, hiện tượng thu hẹp động mạch não là điều không thể tránh khỏi. Thu hẹp động mạch não chính là nguyên nhân sâu xa gây suy giảm trí nhớ. Do đó, sâu răng gây thu hẹp động mạch não và ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của con người, để tăng nguy cơ gây ra bệnh ung thư miệng. Các nghiên cứu cho rằng người mắc bệnh sâu răng mãn tính thường sẽ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư miệng cao hơn người bình thường, vì sâu răng ăn vào tủy có thể gây nhiễm trùng lợi, lâu ngày sẽ dẫn đến chứng thành ung thư. Ngoài ra, các bệnh như ung thư não, cổ, thực quản, phổi cũng có thể bắt nguồn từ sâu răng. Làm gì để ngừa sâu răng và những ảnh hưởng của sâu răng đến sức khỏe? Các bạn hãy xây dựng chế độ chăm sóc răng miệng hiệu quả, bổ sung các chất fluor và canxi để tăng cường chắc răng và hạn chế khả năng sản sinh axit của các loại vi khuẩn trong khoang miệng, giảm các loại thực phẩm có chứa nhiều đường và tinh bột trong khẩu phần ăn hàng ngày như bánh kem, bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, bánh mì, cơm trắng. Và trên đây là những cái thông tin về vấn đề sâu răng ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Và chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.